chơi nữa. Bữa nào không biết làm gì. Bây giờ mình sẽ nấu một món rất là lạ, đó chính là súp chua ngọt. Bữa nào chỉ các bạn nấu Thì nguyên liệu là có nấm. ok, bây giờ là mình sẽ có nấm các bạn ha. Nấm này ăn rất là ngon. Đậu hũ Đậu cũng hũ ngon. ngon. Bắp, nếu bắp tươi thì tốt. Bắp Bắp này bắp baby, bắp bắp corn nè. bắp baby các bạn ơi. Bắp bắp gì nó gọi bắp non ấy. Đây là măng, ok. Giấm đỏ. Giấm đỏ, Giấm giấm táo hoặc giấm là giấm táo, thường cũng được. ok. Bây giờ Rồi, nguyên liệu nó có rồi. sẵn rồi, rất là đơn giản. Cái súp này ăn nó chua chua ngọt ngọt đã lắm các bạn. Bây giờ mình sẽ xắt nấm ra các bạn ha. Với lại này nó có trứng, nó còn mình bỏ trứng là sao? Mình thích ăn cái nấm này với lại thịt bò, nó thơm lắm. Này pha với muối vào đây rồi. Bây giờ khi mình xắt nấm xong rồi mình bỏ vô muối đi các bạn ha, ngâm cho nó ra đi. Tại cái nấm này ở xung quanh nó dơ lắm các bạn. Như Xung quanh lại này trừ sâu, cái trừ sâu nhỏ mình không biết chừng có hay không, nhưng mà ngâm cái nấm vậy này là mà sao? chắc nướng nên ăn ngon ha. Để bữa nào mình đi cắm trại mình mua nấm mình nướng. Khoét này nè, bỏ dọn thịt cho đây, Cái hấp gì? sốt lên. Bữa nào lấy nấm mua nấm bự làm. Ok, chỗ cái nấm này bự quá các bạn. Cái nấm này mà nướng nó ăn cái thơm lắm mà. Một hộp nấm gì rẻ lắm các bạn, có 2-3 đồng mà ăn đã luôn. Ăn cái này nó dai dai. Sau khi mà mình cắt xong nấm thì mình có 2 cái trứng để mình lát nữa mình sẽ bỏ vô cho nó ngon các bạn ha. Thì thường thường mà các bạn đi ăn China buffet hay là mấy buffet của người Tàu, họ hay nấu cái súp này cho các bạn nè, súp chua ngọt. Nữa ha, khoét chỗ này đi xíu, cái đầu nhét thịt vô hấp ha, đầu làm sốt dưới lên. Nhưng mà theo mình nghĩ cái nấm này á, các bạn phải ăn chiên hay là ăn nướng nó mới thơm. Cái nấm này mà các bạn luộc nên ăn nó tanh lắm, tại các bạn luộc vô nó lạc, nó làm cái nấm nó tanh tanh. Các bạn phải ăn với lại thịt bò hay là thịt gà, nó có cái mặn mặn ngọt ngọt, nó làm cái nấm không. Bây giờ ở trong nhà lạnh quá, trong nhà mình lạnh quá thì mình sẽ đi dặn máy sưởi lên các bạn ha. Thì đây là cái Central Air, thì cái máy này nó sẽ chỉnh cái nhiệt độ trong cái căn nhà của mình. Ví dụ trong căn nhà của mình đang là 70 độ, 70 độ F có nghĩa là khoảng hai mươi mấy độ C, thì nó cũng hơi mát mát là lạnh. Bây giờ mình thấy lạnh mình sẽ tăng nó lên, mình sẽ tăng lên 72 độ F là khoảng 30 mấy độ C đó. Bây giờ trong nhà mình là 70 đúng không, mình lát nữa nó sẽ làm cho căn nhà mình ấm lên tới 72 độ là nó tắt. Thì cái hệ thống này đó các bạn, nó sẽ chạy khắp nhà của mình luôn. Cái hệ máy máy lạnh và máy sưởi nó sẽ... đó, các bạn nghe nó chạy không? Thì bây giờ mình chỉ cần mở nó lên thôi là lát nữa nhà mình sẽ ấm, phòng ngủ, toilet, đồ ấm hết luôn, cả ấm cả nhà luôn mà. Đó, nó không có tốn điện giống như bên Việt Nam. Bây giờ coi giờ mình cách thụ. Dạ đó, mình cắt tàu hũ mình sẽ bỏ đi nấm. Thì sống ở Mỹ sướng là một cái là cái máy lạnh, máy sấy, máy lạnh, máy sưởi là nước nóng, nước lạnh đó, là nó có khắp khắp nơi trong nhà luôn các bạn. Các bạn muốn xài là cũng có. Ổ điện thì mà ở mỗi nơi mà có một cái, tại vì họ đã thiết kế sẵn hết rồi. Thì ở trên này nó có cái lỗ, các bạn thấy cái lỗ đó không? Đây là cái lỗ của máy lạnh, máy sấy. Khi mà mùa đông á thì các bạn mở mở máy sưởi ha, máy máy sưởi á, thì mỗi một phòng gì đó nó sẽ có một cái lỗ ở ở trên trần nhà, nó sẽ có cái một cái đường ống. Cái đường ống này nó sẽ chạy khắp nhà luôn. Thì phòng ngủ nó có một cái lỗ như vậy, phòng tắm nó có một cái lỗ như vậy, và nhà bếp có một cái lỗ như vậy luôn. Nói chung là họ sẽ phân phân bố đều căn nhà của mình, mỗi một chỗ nó sẽ có một cái lỗ như vậy. Thì khi mà mình chỉnh cái nhiệt độ á thì máy lạnh và máy sưởi nó sẽ chạy khắp luôn. Như vậy là mình đứng ở đâu mình cũng mát nhá. Không nhất thiết là phải giống như bên Việt Nam là mỗi có cái phòng máy lạnh, còn cái phòng thì không có. Phòng nào mà muốn gắn máy lạnh thì phải chét nó lại cho kín. Cái này thì không cần các bạn. Các bạn mở một cái là nó chạy khắp nhà luôn. Mùa hè thì mở máy lạnh ha, mùa hè mở máy lạnh là cả nhà mát luôn, ngồi vào phòng khách cũng mát nữa. Chứ không cần phải vô cái phòng nó mới mát nha. Ở Mỹ gì đó, mở máy lạnh là mát hết cả nhà luôn, vô vô toilet cũng mát nữa, nó sướng gì đó. Còn điện thì ở ở đâu cũng có sẵn. Bây giờ
măng, hình khui măng. Đó các bạn thấy cái đầu khui lon của mình đã không? Không cần phải dùng dao nó cái búa đập đập như hồi xưa nữa. Đồ hộp không à? Bên đây là xài đồ hộp măng mà cũng đóng hộp nữa các bạn. Măng ở đây là bắp. Baby corn. Hồi nhỏ ở Việt Nam mình thích ăn cái bắp bắp con lắm các bạn. Nhưng mà hồi nhỏ lúc mà tuổi của mình á, mấy cái này mắc lắm, mấy cái bắp này là mắc lắm, đâu có tiền ăn đâu. Hồi lúc mà mình ở Việt Nam á, lúc mà mới có 7-8 tuổi á, bắp này mà xào với thịt bò là sang lắm á. Tại vì hồi đó thịt bò mắc lắm. Hồi đó mà nhà nào mà ăn thịt bò là mắc đó, là giàu lắm á. Đây là, còn đây là mấy cái cọng xả nè. Mùa hè năm này mình sẽ đem ra ngoài sân mình trồng các bạn. Mình trồng chơi thôi chứ cũng không ăn được nhiều. À, nó lên này nè. Thấy không? Để về. Tại vì mình có đất á, mình trồng. Đó, mình xắt nó ra. Xắt nhỏ xem. Sức mà. Rồi. Cái ở trên kênh của mình á có mấy người Việt Nam mà họ sống ở Mỹ lâu các bạn. Xong rồi tình cờ họ thấy cái channel của mình, cái họ vô họ hiểu tiếng Việt nhưng mà họ không nói tiếng Việt được, tại vì họ sống ở Mỹ lâu á, thì họ rất là thích cái kênh của mình, là tại vì họ muốn nấu những cái món ăn Việt Nam nhưng mà không có ai chỉ họ nấu hết trơn. Thì có thể vô tình á, họ thấy kênh của mình thì họ học theo các bạn, tại vì những cái đồ mà mình nấu á, ở ngoài chợ Việt Nam bên Mỹ á, ở đâu cũng có bán chưa, bởi vì các bạn có thể ra ngoài các bạn mua cũng được đó. Bởi vì khi mà họ comment á, họ comment mình, họ nói là họ rất là thích cái channel của mình, làm mình rất là vui các bạn. Tại vì những cái món mà mình nấu á, cho các bạn coi á, thật sự là cũng bình thường thôi, cho các bạn coi cho vui thôi, nhưng mà có nhiều người lại thích, giống như là mỗi một người họ sẽ thấy niềm vui riêng của họ. Giống như mấy cái video clip bò lá lốt đó thì các bạn coi các bạn thấy vui, nhưng mà có nhiều người họ sẽ thấy thích là tại vì họ muốn nấu bò lá lốt nhưng mà họ không biết nấu cách nào đó. Hay là những cái món giống như curry đó, họ muốn nấu mà họ không biết nấu cách nào thì không có ai chỉ họ mình đó, bởi vì họ rất là thích kênh của mình, là mình vui các bạn. Khi mà ai mà thích kênh mình là mình vui. Bây giờ mình sẽ chỉ họ nấu súp chua ngọt. Vậy bữa nữa mình sẽ nấu tới cái gì đây ta, mình sẽ nấu mì bay đi ha. Ok, như là mình sẽ nấu hải sâm đi. Hải sâm xong rồi mình sẽ nấu sườn cừu nướng đi. Mình thấy trên mạng ít có ai làm sườn cừu. Vài bữa nữa làm xong cái hết tháng này là trời ấm rồi, là nghỉ làm rồi, làm biếng rồi. Mình sẽ đi chơi. Mùa đông nó qua rồi, bây giờ mình sẽ tung tăng ngoài đường. Lúc đó mình sẽ đi ăn nhiều hơn là đi nấu các bạn ha. Nó thật sự chứ mình thích nấu ăn hơn các bạn ha, tại vì nấu ăn nó vừa khẩu vị mình. Nó thật sự các bạn ra ngoài nhà hàng các bạn ăn á, các bạn chút xíu rồi các bạn ngán rồi, với lại ăn không vô nữa, tại vì đồ ăn Mỹ thì tụi nó nấu chung chung thôi chứ đủ nó không có niêm nếm vừa ăn với mình. Bởi vì mình thích ăn ở nhà hơn, mình thích nấu ở nhà hơn. Ở đây mình không có thời gian mình luộc gà thì mình sẽ chờ xài cái lon chicken broth. Ở bên Mỹ họ thích xài với cái lon này các bạn. Các bạn không cần phải nấu nước súp gà, gườm gà hay là nước súp heo chứ. Các bạn ra mua một lon là nó có sẵn rồi. Okay. Đó, bây giờ mình đổ vô thôi. Như vậy là mình đã có nồi súp rồi các bạn ha. Đó, đồ thơm mùi gà quá các bạn. Smell good. Nó không, các bạn không cần phải mua con gà về luộc rồi lấy nước súp rồi lấy con gà đó ăn. Ở bên đây thì mình có chuẩn bị cái nồi, cái bạch tuộc các bạn.
còn cái con bạch tuộc này nó bự thì thôi luôn á, nhìn nè. Đây là hai cái giò bạch tuộc thôi đó nha, một cái mà nó bự à. Thì cái này để dành làm mì bay bạch tuộc. Đây là hải sâm đó các bạn. Hải sâm thì lát nữa mình sẽ là chế biến hải sâm với mì bay luôn. Okay. Bây giờ để mình rửa nấm đi. Nấm thì mình ngâm vô đây rồi, về mình rửa sơ sơ nó qua cho nó ra chất dơ các bạn nhìn nè. Các bạn thấy nước đen đen không? Wow. Cái này chắc là xịt thuốc màu lên quá. Không phải ở Trung Quốc mà xịt thuốc màu. À. Okay. Bây giờ có một tay. Bây giờ mình thành độc thủ đại hiệp rồi. Bây giờ mình làm cái gì với một tay các bạn. Đây cái tay kia cái cầm cái điện thoại rồi. Trời ơi, các bạn thấy cái nước nó đen không? Quá là đen luôn. Có nhiều khi á, có mấy chợ nó bán á, nó còn dính sình nữa các bạn. Tại vì nó làm gì để cho người ta biết là nó mới hái á. Tại vì còn dính sình là còn tươi. Nó mới hái, còn nếu mà các bạn không thấy nó dính sình có nghĩa là nó đã ngâm quá chắc lâu rồi. Nó dính quá chắc rồi. Đó, bây giờ cái nước thứ hai thì nó đỡ hơn các bạn thấy không? Ngâm nó cái này đi. Cái nước thứ hai thì nó tươi hơn, nó không có đen như cái nước đầu tiên. Cái máy giặt của mình nó mới kêu. Để mình cho các bạn coi mình giặt đồ bằng cách nào. Thì khi mà đi làm về đó, các bạn sẽ bỏ đồ vô máy giặt. Trong khi chờ đợi vợ mình này, cắt thì mình để dùm vô cái phòng máy giặt của mình này. Đây là cái phòng giặt. Thì khi mà mình đi làm về đồ mình nhiều quá mình sẽ bỏ vô máy giặt. Mình sẽ giặt. Thì khi mà mình giặt xong á mình không cần phải giặt tay, mình bỏ vô máy giặt mà giặt. Đó, bây giờ nó xong rồi nè. Thì mình sẽ bỏ qua máy sấy mình sấy. Đó. Bỏ vô máy sấy thì mình không có cần phải phơi gì chứ các bạn, không phơi luôn, giặt xong rồi sấy, giặt xong rồi sấy, như vậy là mình có đồ mặc ngay và luôn luôn đó, thấy tiện không, không có cần phải phơi một nắng hai nắng. Ok, bây giờ mình đã bỏ đồ vô máy sấy rồi các bạn ha, trong này rất là nhiều đồ. Bây giờ mình sẽ đóng lại đó, bây giờ mình sấy thôi, thì mình chỉ cần sấy trong 40 phút đó, giờ nó kêu đó các bạn thấy không. Bây giờ mình bỏ thêm đồ mình vô giặt đi các bạn ha. Đó. Bao nhiêu đồ có thảy vô chỗ. Ở Mỹ là sướng mà ha, có máy giặt nè, máy sấy nè, máy rửa chén nè. Đó. Bỏ vô đây hết luôn. Đồ gì nó cũng giặt được hết. Bỏ vô đây. Bỏ vô đây. Giặt đồ lụm được tiền đó các bạn. Làm được. Các bạn biết này là nhiêu không? Cái này là 2.500 Việt Nam đó nha. Đó, tại vì một đồng á, một đô là 22.000 thì 25 sen là khoảng 2.500. 2.500 nè. Ok, sau khi mà mình giặt đồ xong rồi, mình bỏ đồ vô rồi thì mình chỉ việc nhấn nút bắt đầu. Thì nó sẽ bơm nước vô đây. Xong rồi nó sẽ ngâm. Xong rồi nó sẽ giặt. Xong rồi nó sẽ vắt, xong rồi nó sẽ kết thúc. Xong rồi mình đeo qua bên kia mình sấy thôi. Cái là đơn giản. Thấy không? Bây giờ mình bỏ bột bắp vô các bạn ha. Cornstarch. Cái nhãn hiệu này Essential nữa các bạn, công ty này nè. Nó chuyên làm những cái vật dụng trong nhà bếp á. Giống như là bột bắp, bột ngô, nói chung là những thứ mà dây bột á. Cái hiệu này cũng nổi tiếng bên Mỹ. Thì lúc mà mới Mỹ các bạn đâu biết tiếng Anh đâu. Đâu biết bột bắp mua ở đâu đâu. Tại vì hồi xưa nó có bán đâu. Có mấy người Việt Nam á, họ cứ đợi về Việt Nam mới có bột bắp xài. Trời, chừng nào mới về Việt Nam, 10 năm có người 10 năm mới về Việt Nam, 20 năm mới về Việt Nam. Bởi vì mỗi lần mà muốn ăn gì giống như ăn gì vậy. Phải đợi, hồi xưa các bạn biết không? Muốn làm gì mà giống như là bao tử hầm tiêu xanh hay là gì á, trời phải đợi về Việt Nam mới có tiêu xanh để làm các bạn.
đó, mà họ đâu biết là bây giờ bên Mỹ cũng có bán đâu, chỉ cần biết tiếng là ra qua chợ mua là có thôi. Hồi xưa là phải phải đợi chờ về Việt Nam mới mới có mấy cái răng măng lại bắt đó. Tại vì hồi xưa lúc mà mới qua đâu có người nhiều người Việt Nam đâu, muốn mua cái gì cũng phải nhìn hình nhìn đó, đâu có biết tiếng đâu đó. Bây giờ thì nó hay lắm, nó có ghi tiếng Việt luôn, thì mấy người mà không biết tiếng Anh á, họ có thể nhìn tiếng Việt cũng được. Như vậy là cái nồi súp của mình đã chưa xong. Nếm nữa, bỏ giấm vô. Bây giờ mình bỏ hết vô luôn, xong rồi mình nêm. Cái này thì mình nấu thì dĩ nhiên là mình sẽ không ăn trong một ngày các bạn ha. Mình có thể đem đi làm để sáng mình ăn, trưa mình ăn, tối mình ăn. Thì các bạn biết rồi, mình đi làm thì mình mới ăn cơm. Còn tối về thì mình đâu có ăn cơm đâu. Tối giờ mình ăn lặt vặt không à. Đó, bởi vì mình phải nấu canh để mình đi làm mình ăn. Tại vì mình đi làm là mình ở trên tiệm suốt luôn á. Thì mình không có đi ra ngoài ăn, mình sẽ nấu cơm mình đem theo. Tại vì trên tiệm mình có đồ hâm lại, có microwave, có lò nướng, đủ thứ, có tủ lạnh đó. Sướng lắm. Mình hâm lại mình ăn. Đó, bởi vì mình phải đem theo canh để ăn, không có canh có phải ba món một canh ăn thì mới ngon. Bây giờ mình sẽ bỏ một, mình sẽ nêm nếm các bạn ha. Mình sẽ bỏ tí xíu giấm đỏ vô. Tại khi mà các bạn ăn cái món súp chua ngọt này đó, khi mà các bạn uống cái súp vô đó, các bạn nó phải bốc cái mùi giấm lên mới ngon. Ngon hơi nhiều. Đó. Chứ không phải là ăn cái súp chua ngọt này giống như là nó chua chua ngọt ngọt thôi đâu, nó phải nồng cái mùi giấm nữa. Mình xài hai loại giấm luôn, giấm đỏ với lại giấm khi ăn cho nó ngon. Cái này á, các bạn uống cũng được nữa. Lâu lâu mà các bạn uống người ta nói một uống một xíu muỗng, thôi. Một muỗng này, một muỗng honey mật ong á, pha với lại một ly nước lọc uống giảm cơm. Tại vì cái giấm này không phải là cái giấm nuôi mà Việt Nam mà uống, cái giấm này nó có táo trong. Nó là giấm mà giống như nó có trái cây giống, cái uống nó dễ chịu hơn giấm kia uống thì nó hơi chua thiệt. Okay. Bây giờ mình đổ nước dừa cho nó ngọt ngọt nước các bạn ha. Gia vị thì cũng bình thường thôi, tương. Mấy đứa nước Mỹ nó thích ăn nấm lắm bạn. Hồi nhỏ Việt Nam mình ghét ăn nấm nhất. Hồi nhỏ Việt Nam mình thích ăn nhất là thịt gà. Bây giờ qua Mỹ ăn thịt, ăn tôm ngán quá. Bây giờ mình thích ăn gao. Mà bây giờ mình thích ăn gao đắng với gao muống. Mà gao đắng với gao muống bên đây nó ít bán lắm các bạn. Rồi, xong xuôi. Này bỏ đường nhiều không sao, tại vì bỏ giấm mình còn bỏ giấm. Cho quy hủ. Ok, bây giờ mình bỏ giấm vô nha các bạn. Để coi nêm nếm sao thì còn cái này thì để cho nó chín rồi mới tắt lửa, nó bỏ vô nó bị nhừ cái này. Cái súp này thì các bạn không cần ăn thịt. Thịt thì sao ngon. Để chút xíu tiêu vô nha. Ok, như vậy là được rồi bạn ơi, chua là chua đủ rồi đó. Thì cái này vô nữa. Thêm đường vô nè. Mình phải quay cận cảnh cho những người khách của mình coi bây giờ. Để cho họ là họ bắt chước nấu theo. Giấm đỏ ít thôi. Để giấm đỏ nhiều nó dậy cái mùi nó hơi không có được thơm lắm. Bây giờ mình bỏ giấm gốc vô các bạn ha. Nó chua. Chua ăn mới đã. Bây giờ mình đứng đây mình cũng ngửi thấy cái mùi chua nữa các bạn ơi.
Thì ở Việt Nam mình ăn canh chua lâu quen rồi, mình ăn canh điên điển quen rồi, bây giờ ăn canh của Mỹ thử coi. Ok, bây giờ nó tắm nó chín rồi các bạn ha. Bây giờ mình sẽ bỏ trứng vô đi. Một tay nhanh ngáy nhưng quậy quậy. Ok, bây giờ mình sẽ giúp vợ một tay, mình sẽ quậy đều cho nó. Tại vì trứng này mình phải quậy đều đó, không thôi nó sẽ bị đóng cục các bạn ha, thì sẽ không ngon. Đó, bây giờ mình sẽ làm cho đếm như là nó rơi xuống dưới như bánh canh bánh lọt kia. Lọt tạ. Quá là hấp dẫn luôn. Mà quay này hồi chóng mặt luôn á. Các bạn đừng nhìn vô màn hình nha, nhìn mà hồi chóng mặt luôn, sống bị thơm miên vậy. Thì cái món súp này các bạn đi ở bên Mỹ á, các bạn đi mấy cái nhà hàng của Trung Quốc á, đa số là họ hay để súp này lắm. Nó gọi là sweet and sour. Chung ạ. Cái này các bạn có thể bỏ ớt cho nó, làm cho nó cay cay. À, bây giờ có trứng rồi, giờ bỏ tàu hũ vô. Đó, bây giờ mình bỏ ớt khô các bạn ơi. Chua cay, cay. Đó. Rồi mình quậy đi. Mặt quá. Mặt xiển nỉa nha các bạn. Thì các bạn cũng thấy hũ ớt nè, cũng là cái hiệu đó luôn. Essential Stone. Cái này người ta xài hai lẫn tinh màu lẫn tinh đen nữa, nhưng mình không có màu lẫn tinh đen, cho mình không có chuẩn bị, cho nên cái nốt của mình không có đục bằng như trong kia. Nhưng mà phải nói cho mọi người biết trong kia thấy nó đục hơn, tại vì nó xài một loại tinh đen nữa. Mà nãy mình không có đi chợ nhà có gì làm đâu. Okay. Mình nấu theo kiểu của mình. Bỏ tàu hũ vô là xong xuôi rồi, chuẩn bị ăn cơm thôi. Một nồi này chắc ăn 4-5 ngày mới hết các bạn. Mình đâu sạp gì được các bạn. Mình nêm nếm này, mình lá xong mình bỏ hành lá. Kìa đây còn nêm nếm lại coi nó vừa ăn chưa. Nếu mà mặn ngọt gì thì mình có thể theo khẩu vị của mình. Nếu mà các bạn thích ăn mặn thì bỏ thêm chút muối nữa. Được ăn chưa? Ừ, cho thêm miếng hạt đi. Cho thêm miếng cơ no vậy. Nhưng mà mình bỏ cho xíu giấm gạo của mình thì nó ngon hơn nha. Nó đúng cái vị kia luôn. Quá là đã luôn các bạn ơi. Bỏ thêm miếng nước mắm. Thì tùy theo cái vừa cái miệng mình thôi. Mọi người cứ canh theo cái miệng mình ăn. Mỹ bây giờ họ biết ăn nước mắm luôn các bạn. Không phải hồi xưa người Việt Nam mình ăn nước mắm, người Mỹ họ sợ luôn á. Thôi bây giờ người Mỹ họ ăn luôn, họ thích. Good. 10 điểm. Rồi xong xuôi một nồi súp quá là bự luôn. Là súp này hai người ăn không biết nào hết trời. Này chắc đãi tiệc. Gọi vợ chồng chung hạnh nha. Rồi đang muốn xúc chén cho nhân review nè. Bây giờ tên lượt mình phải review muốn chén nhỏ thôi nha. Nói cho tử vậy. Rồi. Xíu thôi. Đó, một muỗng thôi. Rồi được rồi. Mình chỉ ăn chép miệng thôi nha các bạn. Tàu hủ nha. Ok. Đây miếng tàu hủ nha.
rồi nồi súp đảo quá. Có cái bộ như luôn. Đó, nấu xong là phải thưởng thức liền cái thành quả của mình các bạn. Bỏ tiêu cho ngọt, bỏ hành cho thơm. Chụp cái đi, con cái đi, chụp đứng như này để thấy. Đứng thấy mấy cái này. Ok. Bây giờ mình sẽ đi review cái này rồi. Rồi, cẩn. Súp nóng hỏi đây. Vô, mày vô. Ok các bạn ơi, một nồi súp của mình nó mới ra lò đây. Thì các bạn đã biết nguyên liệu của nó là gì rồi ha. Nấm nè, măng nè, bắp non nè, trứng nè, tàu hũ nè. Bây giờ mới nấu xong, nóng hổi, vừa thổi vừa ăn luôn. Khi mà các bạn ngửi vô nó có cái mùi chua chua. Và nó có mùi thơm của táo nữa, tại vì mình bỏ giấm táo vô đây mà. Bây giờ uống một thử một muỗng súp coi. Nó chua, nhưng mà nó chua chua dịu dịu của cái giấm. Ăn thử. Ăn thử nấm đi. Ăn thử bắp đi, nhấm bắp đi. Nấm này á, nó giòn, em ăn thử miếng. Ăn liền. Ăn mắm với bắp đi. Ngon, để mình ăn thử bắp lon có tường. Bắp lon cũng ngon các bạn, bắp trong lon. Măng lon cũng ngon lắm. Vừa ăn quá. Cái mà nó không giống, tại vì mình không có cái mùi điểm. Mình không có cái tương đen của nó. Thì các bạn ăn cái mấy này á, người ta nói tốt lắm, tại vì khi mà những người bị sỏi thận á, ăn cái mấy cái đồ mà có giấm á, nó sẽ làm cho mấy viên sỏi thận nó mềm đi, và nó đi tan mất sỏi thận. Các bạn nên ăn giống như là lẩu nhúng giấm hay là cái gì chứ, bò nhúng giấm hay là gì đó. Được rồi. Bây giờ mình sẽ kết thúc video này. Vài bữa nữa mình sẽ nấu canh rong biển, mình sẽ chỉ các bạn nấu canh rong biển ha. Tại có rất là nhiều bạn yêu cầu cách nấu canh rong biển.